Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, lúc 11:30 tối ngày 23 tháng 7 năm 2010, ở đèn Lý Tống bước ra khỏi Elwood Jail, thành phố Mibitos, với sự tiếp đón của khoảng 20 đồng người. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2010, mọi người mới trở về nhà. Nhưng từ 7 giờ ngày 24 tháng 7, một đoàn gồm 3 xe van, một xe nhỏ do Ủy ban chống cộng Bắc Cali tổ chức đã cùng ở đèn Lý Tống, xuôi nam, cùng có mặt với đoàn biểu tình chống dân quá dân của chế độ cộng sản do Ủy ban chống tuyên dân Nam Cali tổ chức. Hơn 2 giờ chiều, đoàn xe Ủy ban chống cộng Bắc Cali đã có mặt trước đài truyền hình VSN, thật cảm kích sự tiếp đón trọng thị của Nam Cali. Một buổi họp báo gọn được báo tổ chức dành cho phái đoàn Bắc Cali. Đã có nhất là cái bộ phận chống cộng Bắc Cali phải đến ngay điểm tập trung càng sớm càng tốt để chúng ta xuất phát đúng giờ và đến tại hiện trường thì ban tổ chức sẽ điều động làm thế nào để cái cuộc mà tấn công Đàm Vĩnh Hưng lần thứ nhì này ở tại California sẽ gây một cái ảnh hưởng, một cái hiệu quả to lớn. Cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam Cali hân hoan chào đón phái đoàn cộng đồng người Việt Nam quốc gia từ Bắc Cali xuống đây để hỗ trợ. Không thể nào xâm nhập chúng ta có bất cứ hình thức văn hóa vật gì cả, và trong những cái nỗ lực, trong những cái cố gắng tuyệt vọng của họ đã mang những cộng đồng chúng ta gần đến nhau hơn, đoàn kết thương yêu. Đài truyền hình VSN đã thu hoạch buổi họp báo phối hợp Nam Bắc Cali. Những cái việc làm đó qua cái sự văn hóa vận hay là việc truyền vận lên đi ra ngoài để mà tuyên truyền, để mà chiêu dụ những người Việt Nam của chúng ta, những người nhẹ dạ. Sau khi tham dự lễ chào cờ và xuất quân, khoảng 6 giờ chiều cùng ngày, phái đoàn Ủy ban chống cộng Bắc Cali đã đến địa điểm biểu tình tại Anaheim Convention Center. Khi ở đèn Lý Tống cùng phái đoàn Bắc Cali xuất hiện, đồng bào đang tham dự biểu tình chuyển hướng về ở đèn Lý Tống. Dạ vâng, xin ơn. Chúng ta phải dạy cho tên Đàm Vĩnh Hưng này và bọn Cộng sản Việt Nam một bài học là chúng không thể vội cánh tay bạch tuộc của chúng từ trong nước ra. Lý Tống đã tường trình ngắn về ý nghĩa việc làm của anh ngày 17/7/2010 trước Santa Clara Convention Center và tình trạng pháp lý của anh hiện nay. Đang được tên Đàm Vĩnh Hưng là một cái mũi xung kích thay mặt Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam tấn công vào chúng ta hải ngoại. Cho nên là nhập ra một lần đó là có những chuyện biến động nhất ở trong nước là nhiều hình ảnh thân thiện và ái mộ ó đen được ghi nhận. Phái đoàn Ủy ban chống cộng trở về lại San Jose lúc 8 giờ tối cùng ngày. Nghe lữ tường trình từ San Jose.